mừng quý vị và các bạn đến với blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tin nóng để cập nhật những thông tin nhanh và nóng trong ngày. Chào tất cả mọi người, khi vụ việc bên gác quay vẫn chưa lắng xuống, thì mới đây tại Bình Dương lại thêm một vụ bỏ quên học sinh. Mới đi học ngày đầu, bé trai đã bị bỏ quên ở trường cả một ngày. Theo thỏa thuận giữa gia đình và chủ trung tâm, vào buổi trưa Phúc tan học sẽ được đón từ trường về trung tâm, đến tối thì chờ phụ huynh đón. Tuy nhiên, chiều tối đến trung tâm đón con, chị Hiền tá hỏa khi không thấy con đâu. Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Diễm Phúc thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Kể lại vụ việc với báo Tiền Phong, chị Đinh Thị Hiền cho biết, vào sáng 13 tháng 8, vợ chồng chị đưa con là Phạm Văn Phúc, 7 tuổi, đến trường học là trường tiểu học Tân Định, thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương, để làm thủ tục nhận lớp. Trên đường đi thì chị đưa bé đến trung tâm bán trú tiểu học Diễm Phúc thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát làm thủ tục gửi con bán trú. Theo thỏa thuận giữa gia đình và chủ trung tâm là bà Lê Thị Hồng Thủy, thì buổi trưa sau khi Phúc tan học sẽ được đón về trung tâm, chờ tới tối phụ huynh đi làm về sẽ đón. Hai bên hợp đồng, bà Thủy cũng nói đã biết mặt Phúc, đến trưa sẽ đón và cho ăn uống đầy đủ. Tuy nhiên đến tối 13 tháng 8, khi chị đến trung tâm để đón con, thì tá hỏa không thấy Phúc đâu. Trao đổi với phóng viên báo pháp luật, chị Hiền không giấu nổi sự bức xúc. Hai vợ chồng lên đây làm ăn không có người thân, nhưng bà Thủy cứ nói là cậu đã đón cháu rồi. Hỏi mãi mà bà cứ nói vậy, cho nên chúng tôi đòi báo công an, thì bà ngăn lại. Chờ mãi không thấy tin tức gì của con, chồng tôi lén đi báo công an. Lúc công an tới, bà Thủy mới cho người đưa con tôi từ trường về. Theo lời bảo vệ trường tiểu học Tân Định, khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 8 khi các em về hết, chỉ còn mỗi bé Phúc ngồi đến gần 20 giờ tối mới có người đưa về. Do bé còn nhỏ và cũng không nhớ được số điện thoại của người thân và cũng không biết nhà ở đâu, cho nên không thể liên lạc được với cha mẹ của em. Thông tin với báo pháp luật thì ông Nguyễn Thành Mai, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tân Định cũng cho biết, em Phúc học tại lớp 1A3, hôm qua là ngày đầu tiên các thầy cô nhận em đến lớp. Hết giờ học thì cha mẹ các em đến đón về. Một số trường hợp đến đón trẻ trễ thì các em sẽ chơi trong khuôn viên trường. Còn việc thỏa thuận đưa đón trẻ của phụ huynh với nơi khác thì chúng tôi không hề biết. Chị Hiền cho biết là khi đưa con đến trung tâm của bà Thủy gửi, thì bà nói bà còn ghi một tờ giấy hợp đồng nhận giữ bé Phúc với giá 1,2 triệu đồng trên tháng. Lúc đó chị đưa tiền cho bà nhưng bà chưa nhận vì không có tiền thối lại. Đến chiều thì bà Thủy đã nhận tiền nhưng sáng nay lại trả lại, chị Hiền nói. Trong khi đó thì chia sẻ với báo pháp luật, bà Thủy nói, chiều qua mẹ bé Phúc có đến làm thủ tục và đóng tiền cho chúng tôi rồi, hỏi bé Phúc đâu. Chúng tôi không hề có trách nhiệm gì ở đây cả, bởi vì sáng chúng tôi không nhận con chị, đến chiều chị lại đến đòi con. Liên quan vụ việc thì báo Tiền Phong đưa tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Định cho biết trung tâm bán trú tiểu học Diễm Phúc hoạt động từ tháng 5 đến nay chưa được cấp phép. Ủy ban Nhân dân phường đã nhắc nhở phải đăng ký giấy phép nhưng vẫn phớt lờ chưa chịu làm. Mọi người thấy là bà Thủy này trở mặt ghê không? Rõ ràng đã là nhận con người ta nhưng quên thì lấy cớ rằng chúng tôi chưa thuộc tiền thì chúng tôi chưa có trách nhiệm gì ở đây cả. Một người có nhân cách kiểu đó mà nhận giữ trẻ thì đúng là không hề an toàn một chút nào. Các bậc phụ huynh nên cẩn trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Nếu yêu thích thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Bây giờ thì quý vị và các bạn có thể nhắn tin vào đây để chúng ta xem thêm những video khác. Quý vị và các bạn nếu chưa đăng ký nhắn tin thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.